Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay Phong lại tiếp tục gửi đến quý vị hình ảnh một số tác phẩm xanh rất là chất lượng. Chuẩn bị bác sẽ chỉnh sửa rồi sẽ đưa lên chậu. Quá nhiều cái đoạn cắt giật rất là đẹp. Rất là mềm. Đã chuyển rất là kỹ rồi. Rất rất nhiều tác phẩm có chất lượng. Cắt tỉa lần này là bật lọc thì đẹp nhé anh. Quá đẹp rồi. Tay nghề rất là cao anh ơi. Cắt tỉa rất là ngọt, mịn. Cái đồ của đồ chúng ta sắc bén như này. Cắt tỉa nhân. Vâng, rất là mịn luôn. Nhìn rất là thích luôn, mềm mịn. Cầu Zalo nhá. Vâng. Ai có nhu cầu giao dịch thì cứ bình luận ở dưới, Phong sẽ gửi số điện thoại của bác để tiện giao dịch. Những tác phẩm vô cùng có chất lượng như này. Lực nghệ nhân tỉa rất là cầu kỳ kỹ, rất là sạch. Mình thấy những cái đường cơ bản. Dạ vâng ạ. Rất là chuyên nghiệp, màu vàng người khác cũng được. Rất làm cái tác phẩm về nghệ thuật thì yêu nghề lắm em, yêu nghề rồi rất là vất vả, nhiều tâm huyết tạo dựng được những cái tác phẩm mang tính nghệ thuật cao thế này, đòi hỏi bác thợ có tay nghề rất là cao. Cái đoạn cắt giật này, nó sẽ là một cái đùm rất là đẹp, sẹo đùm rất là đẹp, mềm mại, rất rất nhiều luôn. Một vài năm trở lại đây thì xanh cũng đã được rất nhiều các người dân cũng như các nhà vườn rồi các đại gia chăm sóc cũng như chơi rất là nhiều. Có cái điểm nhấn là một cái quá nhiều vết tích cái sẹo này. Đây là mình rất lạ luôn. Sang bên nhà chơi.
Dạ vâng ạ. Dạ. Đến đấy được quay rồi. Quay là hết pin được vài rồi. Dạ vâng ạ. Đến ở chỗ nào chú? Nam Định. Chỗ hỏi vào cấp thứ hai. Dạ vâng. Thứ hai vào ngay đầu ngõ đấy. Dạ. Đang mới hỏi cấp thứ hai. Rất nhiều tác phẩm vui lắm nữa. Cái này á phải mấy chục năm nữa là phải ra cho xem cây quả nó mẹ ăn chín này này. Quả lên chậu bao nhiêu năm rồi này. Dạ vâng ạ. Cho xem này. Cây này mình cũng rất là quả chín cây luôn. Rất tuyệt vời. Ngang. Đẹp vô. Đẹp. Đấy. Cất giật, cất giật. Chín cây luôn. Đang cần tiền đấy. Cái tử cũng nhiều luôn đúng không ạ? Tử thì long nhiều tử thì nhiều nhiều sừng ý. Đấy. Này mà nhà ít cây bày một cây này trông đã rồi. Sản phẩm này là được 70% rồi. Và trồng năm năm là bông tay đấy. Bông tay nữa đẹp. Rất là tuyệt. Mấy lông nữa, nên trồng mấy lông nữa thì. Nếu để dưới này nó thỉnh thoảng không làm được nó bị phá. Vâng. Cắt đi nó nảy nó đẹp. Dạ. Và bắt đầu làm bông tay thì nó sẽ tráng đẹp hơn. Là mình tập trung vào một cái bông tay thôi. Đó. Không nuôi sổm nữa để chơi. Thì nó sẽ mau để chơi. Ôi, cảm ơn quý bạn rất là nhiều vừa rồi Lưu Như Phong vừa gửi đến hình ảnh những tác phẩm rất là chất lượng đã được các nghệ nhân đang tạo hình, cũng chưa tạo hình để gấp rút làm những cái bộ chi dăm mới thì sẽ rất là đẹp. Xin cảm ơn quý bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.